Ai, 1-2 giờ khuya giờ mới đi chơi về mệt thiệt cả ta. Ủa mà sao giờ này có ai đứng ngay vậy ta? Ủa gì vậy? Ủa cái này có phải là chắc bị hoa mắt thôi, chắc không có gì đâu. Trời ơi, 1-2 giờ tối mà ai đâu rảnh đứng ngoài đường. À, thiệt á, từ từ để băng qua đường cái đã. Gì vậy? Sao? Ủa cái này phải là hoa mắt thiệt không? Chạy lại coi, coi tàng hình không? Mày tàng hình hình như là không phải, hình như là ai á. Thôi chắc là hoa mắt thôi, không có gì đâu. Còn ngẩn, mình thấy tại sao cái sống lưng của mình nó hơi lạnh lạnh lên rồi đó. Trời ơi, tại sao 1-2 giờ khuya có ai đứng ngoài đường? Không lẽ hù ma mình chơi? Sợ thiệt, thôi phải chạy về nhà lẹ thôi. Trời ơi, 1-2 giờ khuya rồi, trời đất tối hôi tối hù hết rồi, ai rảnh đâu đúng không? Chắc là hoa mắt thôi mà. Hoa mắt mà thôi. Bây giờ phải đi về nhà. Trời ơi, mệt quá. Trời ơi, nhưng mà hồi nãy mình thấy chứ không phải đâu, hoa mắt mà 1-2 giờ tối ai đâu, ai rảnh đâu mà ra đường hù cái này. Trời ơi, ô Jimmy đâu ta? Trời ơi, nãy giờ mình đi kiếm không biết bả đâu rồi. Hey, Jimmy ơi. Trời ơi, nghĩ sao cái chiếc nhẫn của chúng ta mình để này vậy? Jimmy ơi. Ủa không thấy ở đâu luôn ta. Để nhẫn này đi. Không biết bà Jimmy này bả đi đâu rồi ta? Tìm nãy giờ không biết bà Jimmy bả đi đâu rồi ta? Trời ơi, bà Jimmy này ở đây rồi. Tôi đây nè. Trời ơi, mày đi đâu nãy giờ vậy? Tôi đi cắt cỏ ngoài sân. Đi cắt cỏ ngoài sân gì? 1-2 giờ khuya cắt cỏ ngoài sân. Mà đùa tôi rồi đó. Gì? Không có gì. Không nói chuyện với ông nữa, tôi mệt rồi. Thôi tôi tắm tôi ngủ đây. Trời ơi, cái bà này bữa nay bà bị khùng rồi hay sao á? Tự nhiên kêu xong cái gì là sao? Thôi nghĩ sao giờ này kêu đi ngủ trời, đâu mất tiêu rồi. Dì mày. Trời ơi, bà ngầm bà ngủ thiệt luôn rồi. Thôi kệ đi. Thôi, chán quá chắc mình lên mình chơi game xíu rồi. Thôi, chơi game xíu coi. Ôi mệt thiệt chứ. Thôi bây giờ mình phải đi xuống dưới nhà để mình kiếm cái gì ăn, coi đói bụng quá. Ôi trời ơi, mà Timmy bà tắt hết đèn rồi, nhìn tối hôi tối hù cái nhà nó thiệt luôn á. Ui tối hôi vậy, tôi nhớ thường thường bà đâu có tắt tối đến vậy đâu trời. Ôi ghê quá, không dám đi xuống luôn. Cái gì ủa hình như, ủa có phải là mình mới thấy gì không ta? Ủa qua đây coi. Ủa phải mình bị hoa mắt hay là lỗi vào game không? Kìa, hình như là thiệt rồi. Ghê quá, thôi đi xuống nhà. Sao tối hôi vậy? Sợ quá, tối hôi à. Sao mọi thứ này, tại sao Jimmy lại tắt đèn tối hôi vậy nè? Sợ quá, trời biết tin. Ủa, có ai đâu? Mình giật cái mình à. Thôi làm gì ăn cái là có cái đèn hay không, bật cái đèn lên cái. Má mở cửa. Sao mở cửa không được? Ơi mở được rồi. Giờ này có ánh sáng cũng sợ, đỡ sợ. Ơi quên nữa, mình còn Jimmy bên bển, để coi Jimmy đâu. Bà đóng cửa lại phòng ngủ với bây. Mất tiêu rồi. Ở đâu vậy, có cái cỏ này gì? Bà này hút cỏ hả? Ma hút cỏ hả? Ghê quá. Đi xuống nhà coi. Mới thấy gì á? Mới thấy cục gì cái gì á? Ôi. Ơ, cái gì vậy? Chắc cái đèn bị hư hả? Cái đèn bị gì vậy? Ui, cái nhà mình bữa nay bị gì? Không biết nhà vệ sinh có vô được không? Vô được nè, sáng sủa được. Ghê thì có. Trời ơi, sao cái nhà mình bữa nay bị gì vậy? Để xuống dưới coi rồi. Cái đèn hình như dưới bị chạm mạch rồi hay gì á, nó cứ tắt mở à. Nó tắt rồi. Được rồi. Ủa hình như cái đèn khác rồi. Ủa nghe tiếng gõ cửa vậy. Ủa trời ơi, cái gì tờ lứa vậy?
Giờ làm sao để cứu mình? Ê! Ê! Ủa? Mình mới thấy cục gì bay bay trước mặt mình vậy? Ui! Kinh dị vậy? Làm sao vô được kiếm được Jimmy đây? Giờ nó khóa cửa rồi. Vậy làm sao vô ta? Trời ơi, con ma! Nó nhìn mình kìa, vậy làm sao để đi ra đây đây? Cái phòng này lại nó đập hết cái đèn này của mình luôn rồi. Ủa mất tiêu rồi. Cái gì vậy trời? Thì làm sao rồi? Giờ nó tối hui hết luôn rồi, phòng nào cũng tối hui hết rồi. Chỉ còn cái phòng của Jimmy sáng thôi, nhưng mà Jimmy bị khóa cửa rồi, giờ làm sao để mình đi vô đây? Rồi ơi, cái chanh đồ sầu sọ cái kiểu nữa. Ghê quá. Chắc là hoa mắt chứ, hoa mắt. Chắc bữa nay đi chơi Tết về. Mệt quá, sợ thiệt. Cái gì vậy? Ôi sao cái cửa tự mở vậy? Chỗ này, chỗ này là an toàn nhất. Tại sao cái căn nhà của mình hôm nay bị cái gì á? Đừng hù tôi nữa. Giờ đi đâu đây? Chỗ này cũng tối hui rồi. Ở đây an toàn nhất. Rồi. Mình chắc mình phải giữa mặt cái đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao? Chỗ này cũng có gì? Đừng. Nó lại tàng hình mở là sao vậy? Đứng trước mặt luôn gì? Bây giờ đi đâu đây? Làm sao để cứu được Jimmy ta? Chạy về nhà chắc ăn. Trời mưa luôn vậy. Trời. Làm sao để cứu được Jimmy? Jimmy thì đang trong phòng đó, nhưng mà đã bị tụi nó đóng cửa lại rồi. Giờ phải làm sao mới vô được đây? Hình như mình mới thấy ai bye bye vậy? Ê, bên ba. Để làm sao để cứu được Jimmy đây? Ơi. Đập cửa xong vô. Jimmy. Ủa? Jimmy mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Cái gì vừa diễn ra trong cái căn phòng của mình vậy? Mọi thứ là sao? Nhìn kìa. Trời, mình bị mất máu nè. Ủa sét đánh mình vậy? Sao cái nhà mình bị ma ám rồi hay sao vậy? Sao mọi thứ trong nhà mình nhiều vậy? Làm sao? Phải gan lên, mình phải quyết định xong ra. 1, 2, 3. Mất tiêu rồi. Nó ở đâu mất tiêu rồi? Nó kìa. Vậy bây giờ phải nó đứng ở đằng kia. Ủa hai đứa luôn kìa. Phải đi học đi đó cho bà học được. Không để nó trốn nghe chưa? Chết tôi rồi. Giờ làm sao đây? Tụi nó biến đi đâu hết rồi. Còn Jimmy nữa, giờ không biết cứu Jimmy ở đâu luôn. Jimmy bả đi đâu mất tiêu rồi. Sao cái nhà này bữa nay nó có nhiều điều kỳ lạ với cuộc đời mình với gì ta? Vậy chính chắc chắn 100% là hồi nãy mình đi ngoài đường là gặp mấy cái con này là đúng luôn rồi. Không có gì là sai luôn. Ghê quá rồi. Bây giờ phải làm sao đây ta? Mình phải nghĩ cách gì mới được. Rồi phải nghĩ cách lẹ lên. Giờ mấy con ma nó đi đâu hết rồi? Còn một con ở đây. Không thấy mình. Đúng rồi, không thấy tôi. Trời ơi, không thấy thiệt. Ôi, nó không thấy tôi mà nhìn hoài vậy. Bây giờ làm sao mình phải đợi nó đi lên lầu rồi. Mình đợi nó đi chỗ khác rồi mình mới đâu. Ủa đi rồi. Thì sao con này nó đứng ở dưới nhà hoài à? Là sao bây giờ? Là sao để mình thoát khỏi cái chỗ này đây? Mình đợi nó đi chỗ khác rồi mình đi ra vậy. Chờ không? Sợ muốn teo đít luôn. Rồi đi vô. Ủa đi vô. Chạy này. Có cái gì cái mã tấu hay là gì không? Cầm cây này đánh nó được không? Không được đâu. Có cái gì? Nó được kẹo. Ủa cái này có cái búa nè. Đây cái búa nha.
còn gì trong tủ lạnh không? Ủa này gì đây? Hai bình thuốc gì vậy? Ồ, hai bình thuốc tàng hình. Rồi tàng hình thôi. Yeah, được rồi. Ê, ê, ma ơi, tao đây đè. Ma ơi, tao đây đè. Ma ơi. Ồ, hình như tàng hình được hiệu nghiệm rồi bạn ơi. Bây giờ phải làm gì đây? Ui, hai con ma kìa. Sao? Để mình đi coi hai con có còn con nào nữa không? Không lẽ chỉ có hai con hả ta? Phải hai con không? Để đi tìm điều tra mới được một con nè. Con, nếu đến đây chi lùng mình. Hơi một con nữa là hai con. Ok, hai con. Ba con. Ồ, thì ra là ba con. Ôi được rồi. Bây giờ mình phải rình tụi nó coi để tụi nó làm gì nha. Đi xuống. Ồ, ba con đúng rồi, ba con. Đâu để coi tụi nó làm gì này. Nó làm gì này đây? Mọi người ơi, nghe giọng quen quá ta. Vậy? Nãy giờ nghe hay đâu rồi ta? Nãy giờ kiếm không ra luôn. Hay đâu rồi? Tức thiệt á, mình định cho nó. Dạ, tại vì bình thường nó cho tụi mình hoài à. Ok. Nhưng mà bây giờ sao ta? Giờ sao ta? Không biết nó trốn đâu mất tiêu hay là nãy sự hù nó sợ quá, nó chạy mất tiêu luôn rồi, nó chạy đi đâu luôn rồi á. Thấy đâu không? Không thấy nữa, kiếm nãy giờ thấy nó trốn mất tiêu đâu rồi. Trốn kỹ vậy? Trốn đúng kỹ luôn, không biết nó đang đâu. Trốn kỹ ha, đồ ai vô khoái. Bắt được. Phải đi lên lầu. Thôi đi tìm. Thôi đi tìm nó tiếp đi, đi tìm nó tiếp đi. Đi tìm tiếp rồi. Phải kiếm cái chỗ nào mình núp ra. Ok, đi vô này đi. Rồi được rồi. Ok, nãy giờ mình nghe cái giọng thì mình đã biết ba tên đó là ai. Đó chính là con ma thứ nhất. Ê, hết thuốc chưa? Chưa, 6 phút lận. Con ma thứ nhất đó chính là Jimmy. Con ma thứ hai đó chính là MK. Con ma thứ ba đó chính là Hạnh Huy Núc. Hôm nay mày đạp qua nhà rủ rê để cho anh hay ha. Hàng gì? Cắt cỏ đi, cắt cỏ vào 1-2 giờ tối. Được. Bây giờ mình phải lật kèo. Mình phải kiếm cái gì để mình cho anh coi. Rồi, ủa đâu, đi đâu mất tiêu hết rồi. Ủa đây rồi, đây. Ok. Bây giờ mình lộ hết rồi. Bây giờ mình sẽ tìm để mình lật kèo từng đứa. Rồi, để mình đi kiếm cái gì. À, mình đi kiếm cái kia, mình đóng cái cửa lại cái. Từ. Đâu ta, cái chỗ nãy mà mình cái miếng kia đâu ta. Ok, lượm lại. Rồi, bây giờ mình sẽ dụ từng con ma vô để mình bắt đầu để mình dụ nó. Ok, mình giả bộ cầm cái búa là chắc nó thấy rồi chúng ta. Chạy. Từng thằng vũ từng thằng vô thôi. Giật cái mình. Đây nè, vô đây. Chạy ra. Nhốt cửa lại. Bây giờ mình đợi lòng đồng bọn lại cho mình xử luôn. Cái gì? Mình nhốt anh vô đây chi vậy? Mở cửa. Không có đâu. Ồ anh đâu rồi? Đang chết mẹ, đồ đây. Nào nhốt anh vô đây rồi. Thằng áo đá. Ơ đi đâu làm vô em. Trời. Có đâu? Trời, đang hùng nhốt anh. Em có nhốt đâu? Ủa kỳ ta. Còn những mày nữa để xin dưới đánh. Đánh cho ra ma chưa? Bực đèn đánh này. Ui. Ủa? Ủa này là Jimmy làm đúng không ta? Ủa? Vậy anh mà ca làm hả? Đừng giỡn em nha. Mà ca. Ôi mà ca giỡn nè đúng không? Ê kìa ba con giỡn. Ủa gì mà ca nữa hả? Mà ca bắt vô đầu mà ca cái. Đá lộ rồi, bỏ lục rồi. Ây da! Nữa! Này Jimmy đúng không? Tôi không có đánh nào. Khùng mà. Ôi! Chị ai đánh? Nãy giờ anh... Ủa? Anh không hề đánh luôn. Thấy chưa? Anh còn anh mới nhảy còn em đâu anh. Sao? Anh đánh lộ. Anh không có đánh. Đánh đâu chết. Cái chai vậy? Ủa? Cái chai của ai vậy? Ôi! Ngồi! Ê! Không phải em! Không phải em đánh! Không phải em đánh! Bây giờ cho... Từ từ. Có cái gì đó xảy ra ở đây nha. Thì ba tụi mình ở đây rồi. Thì cái chai này của ai? Đúng rồi! Mà đi quan trọng là tụi mình thấy hi ha. Ôi! Cho nó bật đèn kìa. Cái đèn nó tụi... Ôi! Chạy! Ôi! Hình như... Ba dân chơi hù ma mà bị hù ma lại kìa anh em ơi. Ủa chạy đâu rồi? Đừng tưởng nhà này có ma thiệt nha. Ôi có khi nào okay. Có ma thiệt không ta? Trời quá rồi, giờ phải làm sao đi? Thôi đóng cửa rồi. Quỳ luôn. Ba cứ còn còn. Ôi ma thiệt ở đâu? Ôi chạy ra khỏi nhà ơi. Chạy. Nó bỏ đầu kìa. Chạy đâu rồi? Ôi nhà nó ma thiệt đó ta. Đừng nói nhẹ
chạy có mai thiệt. Bà đưa núp kìa bạn ơi, còn bà đưa núp kìa, bà đưa núp kìa. Thôi ôi nhà, nhà giùm mi gì có ma thiệt hả? Bà còn đứng đây núp đâu. Để mình thêm mình kiếm gì mình làm tiếp đây ta. Bây giờ ai đi đâu rồi ta? Thia mất tích đâu mất tiêu rồi. Ủa Thia mất tích đâu mất tiêu rồi. Mình đang tàng hình, mình còn 10 giây nữa nè. 10 giây mình sẽ lộ diện chơi đó. Cái chai này là của Hi-Hao, nó uống thuốc tàng hình không? Ôi, em nhớ rồi, hồi bữa tụi nhà có cho nó cái chai thuốc tàng hình đó hả? Đó, tụi mày, tụi mày dám cho tao, đâu. Ôi, cho tao rồi. Chạy, đứng lại, ba tụi bay đi đây, không tao phay cái búa liền. Đây này, đứng xếp hàng, nhanh lên. Đây, đứng xếp hàng ở đây, nhanh lên. Từng đứa, đổi kia lại. Ủa, chưa? Con này là nhỏ này, đứa này là ai đây? Nhỏ nào mà đầu chọc lắc đây? Mình là MK. Gì vậy? Đâu bây giờ MK lộ diện ơi. Đâu? Anh là đứa nào cho mày? À đây. Tôi á, ông giả bộ á. Không cần giả bộ, ba đứa cho tôi là bị hết đi. Đứng ở đây, nhanh lên. Vậy ta. Thôi đâu? Rồi, con à, còn cái đứa cuối cùng. Sao á con? Ê, lộ rồi nha mấy cơn. Trời, tao đếm nè. Anh ơi. Ôi lộ nhưng mà vẫn vui, có đứa đái trong quần. Ai vậy ta? À, chuẩn bị chưa? 1 2 3. Nè, tao chém từng đứa. Đứa ai? Mày hả? Đứa lại, mấy thằng khôn nè. Mấy thằng khôn nè. Đứng lại. Nè, con chó này à, bộ đồ con chó hả? Đứng lại Mà Ca. Ê Mà Ca, không có xe cho Mà Ca đâu, bỏ Mà Ca. Đứng lại.